Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ sáu ngày 15 tháng 5 năm 2015. Phần đầu chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thiếu nhi Vĩnh Long thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy với nhiều phong trào hiệu quả thiết thực. Mục xây dựng nông thôn mới có phóng sự Phú Lộc nỗ lực về đích trong năm 2015. Tin trong nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các cựu chiến binh, giáo sư, chuyên gia Azerbaijan. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ hai. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào các bạn, sáng nay, thưa ủy quyền ngài Đại tướng Điên Sa Run, Phó Tham mưu trưởng Liên quân Quân đội, Phó Tư lệnh Lục quân, kiêm Phó Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia, Đại tá Chao Sok Phun, trợ lý đối ngoại thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia đã đến Công an tỉnh Vĩnh Long trao tặng hai quân chương Moha Seraiwat hữu nghị cho ông Nguyễn Văn Diệp, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phụ trách Đảng ủy Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Trong thời gian công tác, ông Nguyễn Văn Diệp và Đại tá Nguyễn Văn Hiểu đã có thành tích trong việc xây dựng, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Công an Vĩnh Long và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia. Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Nguyễn Văn Diệp đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngài Đại tướng Điên Sa Run, đồng thời khẳng định việc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia trao tặng quân chương hữu nghị đã thể hiện mối quan hệ đoàn kết giữa hai đơn vị nói riêng, hai nước Việt Nam và Campuchia nói chung. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kế hoạch giám sát chuyên đề về kết quả quá trình Vĩnh Long tham gia hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã đến làm việc tại Sở Kế hoạch Đầu tư. Việc cụ thể hóa chương trình hành động hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2016-2020 và phân công chi tiết cho các sở ngành địa phương phối hợp thực hiện là yếu tố cơ bản để tỉnh Vĩnh Long nâng cao hiệu quả việc hội nhập kinh tế quốc tế. Ngoài ra, việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong việc hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp là những vấn đề cũng được nhiều đại biểu đặt ra. Thực hiện chương trình hội nhập kinh tế quốc tế khi Việt Nam là thành viên WTO, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành nhiều chính sách trong thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Sau khi khảo sát thực tế tại xã Lục Sĩ Thành, chiều nay đoàn khảo sát giám sát của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn về việc triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung. Là một trong hai địa phương có độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân cao của tỉnh với trên 78% dân số có thẻ bảo hiểm y tế. Nhưng trong quý 1 năm nay, huyện Trà Ôn giảm gần 1.500 người tham gia bảo hiểm y tế. Nguyên nhân là do quy định bắt buộc 100% thành viên hộ phải tham gia, trong khi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến không được thanh toán, cơ sở khám chữa bệnh chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Trà Ôn kiến nghị ngành bảo hiểm sớm có hướng dẫn thống nhất về quy trình, biểu mẫu thống kê và lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế, giảm chi phí tham gia bảo hiểm y tế hết hộ gia đình đối với những trường hợp hộ đã có thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc, cho hưởng quyền lợi khi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến, tuyến tỉnh, trung ương và được chuyển tuyến khám chữa bệnh từ xã lên bệnh viện huyện theo địa bàn giáp ranh. Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014. Năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ trong hệ thống mặt trận và đoàn viên hội viên quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Qua đăng ký học tập làm theo lời Bác, có 114 tập thể và 329 cá nhân thực hiện tốt các nội dung đăng ký. Đáng chú ý là nhiều cá nhân tập thể có cách làm hay, sáng tạo, góp phần thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động, như vận động hộ gia đình treo ảnh Bác,
trồng cây xanh, làm cổng rào an ninh, thực hiện tốt giải quyết việc làm, giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khen thưởng cho 28 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức và nội dung linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, qua đó đã giúp cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang tôi luyện cả về phẩm chất, đạo đức và năng lực, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Học bác về nâng cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đầu với làm, dù bất cứ ở công việc gì, Thượng úy Nguyễn Thành Nhân, trợ lý tuyên quấn phòng chính trị cũng luôn có tinh thần ham học cầu tiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần trách nhiệm và tự giác thực hiện, nói đi đầu với làm, đồng chí Nhân luôn tự giác trong chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị và mệnh lệnh của người chỉ huy. Tôi luôn xây dựng cho mình một tiêu chí, kế hoạch để phấn đấu, đó là đối với bản thân, tôi luôn răn mình không được thỏa mãn và dừng lại kết quả mình đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ. Và đối với công việc, điều tiên quyết trước tiên phải thực hiện cho bằng được, đó là nói phải đi đâu với làm và làm với tinh thần trách nhiệm cao. Và đối với mọi người thì phải ân cần, hòa nhã và cởi mở để giải quyết các mối quan hệ trong công việc. Trong suốt thời gian tham gia quân ngũ, Đại úy Phan Nhất Linh, trưởng kho quân khí, phòng kỹ thuật luôn thấm nhuần lời dạy của bác. Vũ khí là mồ hôi, nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội, vì vậy phải quý trọng nó, phải biết tiết kiệm, ngăn nắp, phải sử dụng hiệu quả. Chính vì vậy, trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Linh luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo quản lý, thống kê vũ khí trang bị chặt chẽ, đảm bảo vũ khí trang bị cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. 5 năm liền, kho được công nhận đạt chuẩn 5 nội dung. Việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hàng năm thì luôn được cái sự mà sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng là kịp thời. Rồi cho nên là cái việc đã tạo được cái động cơ thi đua để cho mỗi cán bộ đảng viên luôn có tinh thần thi đua và học tập tốt. Trong việc đăng ký nêu gương thì từng cơ quan đơn vị luôn bám sát cái chức trách, nhiệm vụ cơ quan. Cá nhân thì luôn bám sát cái chức trách, nhiệm vụ của bản thân mình. Mà để từ đó là kịp thời điều chỉnh và phấn đấu để mà việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nó đạt được cái hiệu quả cao. Nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp lực lượng vũ trang tỉnh luôn gương mẫu, tích cực đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều cán bộ đảng viên quần chúng trong lực lượng vũ trang đã phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, đã có những việc làm rất cụ thể, thiết thực qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, để giúp các em thiếu nhi phát triển toàn diện về thể chất, tri thức và nhân cách, những năm qua, Hội đồng đội tỉnh Vĩnh Long đã triển khai tốt cuộc vận động Thiếu nhi Vĩnh Long thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của thiếu nhi trong học tập và rèn luyện. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về cuộc vận động này trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề Măng non đất nước tiếp bước cha anh làm nghìn việc tốt xứng cháu Bác Hồ, từ đầu năm học, các liên đội trên địa bàn tỉnh đã sớm triển khai cụ thể các nội dung thực hiện. Trong đó các phong trào đội bạn cùng tiến qua điểm 10, tuần học tốt, dỡ sạch chữ đẹp, vượt khó học tốt được các liên đội phát huy tích cực. Từ đó giúp nhiều em học sinh xác định được mục tiêu phấn đấu trong học tập. Từ lúc lớp 6 thì em đã được ban chỉ huy liên đội phát động tham gia vào đôi bạn cùng tiến. Và nhờ đôi bạn cùng tiến thì 4 năm liền chúng em đã có sự tiến bộ trong học tập. Chúng em giúp đỡ nhau trong những cái bài tập toán khó, những bài tập không hiểu hoặc là trong môn văn, môn tiếng Anh. Và nhờ đôi bạn cùng tiến thì trong năm học này thì em và bạn đều có sự tiến bộ. Em và bạn đều cùng dẫn đầu lớp của hai lớp. Để thực hiện tốt việc học tập làm theo tấm gương đạo đức của bác, các liên đội đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể như viết nhật ký, sưu tầm và kể các câu chuyện về bác, xây dựng tủ sách Bác Hồ với thiếu nhi. Tại trường tiểu học Cái Dồn A, vào mỗi buổi chào cờ đầu tuần, các em học sinh nghe một câu chuyện về Bác Hồ.
qua đó đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của các em nhỏ. Ngoài ra, liên đội còn phát động phong trào kế hoạch nhỏ, nuôi heo đất tiết kiệm và tổ chức chương trình văn nghệ, gây quỹ giúp bạn nghèo. Riêng năm học 2014-2015, liên đội trường tiểu học Cái Dồn A đã quyên góp được gần 140 triệu đồng để tặng học bổng cho học sinh nghèo và gây quỹ khen thưởng cho các em học sinh giỏi vào cuối năm học. Trường em có sinh hoạt dưới cờ, các bạn sẽ kể một mẫu chuyện về Bác và em thấy những cái câu chuyện đó rất là hay và bổ ích cho chúng em noi theo. Khi tham gia phong trào nuôi heo đất thì riêng bản thân em cảm thấy nó rất là hay, bởi vì hàng ngày em có thể bỏ tiền tiết kiệm của mình vào heo và mình có thể san sẻ một phần nào đó cho các bạn nghèo mua tập vở để tạo điều kiện cho các bạn có thể học giỏi giống như chúng em. Tỉnh Vĩnh Long hiện có 302 liên đội với trên 138.000 đội viên và sao nhi đồng. Từ cuộc vận động, thiếu nhi Vĩnh Long thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. 5 năm qua, các em thiếu nhi trong tỉnh đã có được hơn 5,1 triệu qua điểm 10, gần 690.000 tiết học tốt, xây dựng hơn 166.000 đôi bạn cùng tiến và đã có gần 80.000 tấm gương thiếu nhi làm nghìn việc tốt. Từ phong trào kế hoạch nhỏ, các em thiếu nhi đã xây dựng quỹ đội hơn 1,7 tỷ đồng. Trong thời gian tới thì hội đồng đội tiếp tục nhân rộng các cái mô hình gương điển hình người tốt việc tốt từ các em thiếu nhi. Cái thứ hai là chúng ta phải đổi mới các cái phương pháp, các cái hình thức tổ chức sinh hoạt liên quan tới cuộc vận động học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy để có cái sức thu hút các em nhiều hơn. Thông qua cuộc vận động, thiếu nhi thi đua học tập 5 điều Bác Hồ dạy trên tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Các em thiếu nhi Vĩnh Long đã và đang tích cực hòa mình vào các phong trào học tập, rèn luyện nhân cách và kỹ năng hoạt động đội để phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Chương trình xin chuyển sang những thông tin thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều nay tại Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, Trung tâm khuyến nông tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Global Gap cho tổ hợp tác sản xuất bưởi Năm Roi ấp Mỹ An với diện tích hơn 20 ha. Đây là tổ hợp tác sản xuất bưởi Năm Roi thứ hai được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Global Gap. Để có được giấy chứng nhận này, các nhà vườn phải thực hiện hàng loạt các công đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng, quy trình kỹ thuật canh tác, xử lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sổ tay ghi chép. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 196 triệu đồng. Chứng nhận Global Gap là điều kiện để nhà vườn giảm được chi phí sản xuất, tăng thêm lợi nhuận. Sản phẩm có nhiều cơ hội thâm nhập vào các thị trường khó tính trên thế giới, đặc biệt là sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Sau khi được chứng nhận tiêu chuẩn Global Gap, tổ hợp tác sản xuất bưởi Năm Roi ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hương Bưởi Mỹ Hòa bao tiêu toàn bộ sản phẩm của xã viên. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối ngày 13 và 14 tháng 5, chúng tôi đã liên tục phản ánh về hành vi gian lận thương mại của một số đối tượng bơm nước vào heo để trục lợi. Vào khoảng 21 giờ tối qua, tại ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ, công an thị xã Bình Minh đã bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi gian lận thương mại với thủ đoạn bơm nước vào bụng heo trước khi đem đi tiêu thụ. 4 đối tượng bị bắt giữ gồm Quỳnh Thanh Long, 37 tuổi, ngụ ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; Trần Văn Hiền, 27 tuổi, ngụ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ; Trần Văn Sang, 20 tuổi và Phạm Mỹ Thanh, 21 tuổi, cả hai cùng ngụ khóm 1, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 23 con heo thịt đã được bơm nước xong và chờ hai xe tải biển số kiểm soát 65K3205 và 64C02592 đưa đi tiêu thụ, một motor điện dùng để bơm nước vào bụng số heo nói trên. Quỳnh Thanh Long, đối tượng chủ mưu trong vụ này, khai nhận số heo trên sau khi được bơm nước xong sẽ đưa đến một lò giết mổ tập trung gần đó để tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản hành vi gian lận thương mại đối với các đối tượng này, đồng thời đem số heo trên đi lấy mẫu kiểm nghiệm. Việc bơm nước vào bụng heo nhằm tăng trọng lượng trước khi bán là vi phạm pháp luật, không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn làm cho sản phẩm thịt heo dễ bị nhiễm vi khuẩn, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng với sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân, nên đến nay xã Phú Lộc, huyện Tân Bình đã hoàn thành được 15 trên 19 tiêu chí. Hiện xã đang tập trung chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực để thực hiện 4 tiêu chí còn lại và phấn đấu hoàn thành trong năm nay. Để thực hiện tốt tiêu chí thu nhập, những năm gần đây, bên cạnh việc chỉ đạo mở rộng diện tích sản xuất lúa theo cánh đồng mẫu, xã Phú Lộc còn vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất sản xuất. Ngoài ra, xã còn giới thiệu việc làm cho hơn 5.000 lao động vào làm việc trong khu công nghiệp Hòa Phú, thành lập nhiều tổ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập của người dân. Hồi đó thì làm ruộng và vườn không à, thu nhập nó cũng hơi thấp. Thì cái từ hồi nông thôn mới tới giờ xã tổ chức có đem về đan đác rồi lại đang thảm lục bình rồi kết cườm đó. Chị em thu nhập cũng tương đối khá. Riêng tôi thu nhập một tháng 1.4-1.5 triệu nên thu nhập nó khá hơn lúc trước. Về tiêu chí nhà ở, từ năm 2011 đến nay, xã đã vận động các tổ chức doanh nghiệp và mạnh thường quân xây dựng được 73 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đồng đội cho các gia đình chính sách và hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở với kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Vận động người dân có điều kiện về kinh tế xây dựng 156 căn nhà khang trang với tổng trị giá trên 45 tỷ đồng. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân trong xã có nhà ở đạt chuẩn theo Bộ Xây dựng trên 80%. Về tiêu chí giao thông, từ năm 2014 đến nay, xã đã vận động nhân dân hiến đất và đóng góp trên 360 triệu đồng để nâng cấp gần 16 km đường liên xóm. Hiện chỉ còn một tuyến đường liên ấp dài 4 km, xã đang chuẩn bị thi công. Riêng công trình xây dựng trường mẫu giáo và xây dựng thêm các phòng chức năng cũng đang được thực hiện phấn đấu hoàn thành trong năm nay. Về thu nhập, thì xã đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cái chuyển đổi tái cơ cấu kinh tế, trong đó chú trọng phát triển cánh đồng mẫu, thứ hai là chú trọng phát triển vườn cây có hiệu quả và phát triển cái đàn bò, cộng bên cạnh đó thì phát triển thêm các cái ngành nghề tiểu thủ công nghiệp để nâng cái thu nhập cho người dân. Cái thứ hai là cái tiêu chí nhà ở, thì hiện tại thì xã còn trên dưới 26 căn nhà chưa đảm bảo ba cứng, xã thì đang tập trung vận động chuẩn bị trong tháng 5 này khởi công 10 căn, còn lại thì sẽ tiếp tục vận động. Vấn đề còn lại là vấn đề chỗ trường học và giao thông. Xã có chủ trương là chỉ đạo cho các ấp là phải tổ chức bàn giao giải phóng tốt cái mặt bằng để cho đơn vị khi mà xuống thi công thì không có gặp cản trở. Thứ hai nữa là chỉ đạo các cái bộ phận chuyên môn của xã phối hợp với các ngành chức năng là sẽ đẩy nhanh cái tiến độ thi công, đồng thời tăng cường cái giám sát chất lượng thi công để đảm bảo công trình đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đúng thời gian và đạt chất lượng theo yêu cầu. Phát huy những thành tích đã đạt được cộng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền cùng sự hỗ trợ tích cực của các ngành hữu quan, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình phấn đấu hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2015, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, xây dựng bộ mặt nông thôn Phú Lộc ngày càng đổi mới. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua tại thủ đô Baku, Cộng hòa Azerbaijan, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt các cựu chiến binh, giáo sư, chuyên gia Azerbaijan từng giúp Việt Nam đào tạo các kỹ sư dầu khí và dự diễn đàn kinh tế Việt Nam Azerbaijan. Tại buổi gặp, các cựu chiến binh, chuyên gia đã bày tỏ tình cảm yêu mến đất nước và nhân dân Việt Nam, nhắc lại tình đồng chí, đồng đội, thầy trò với cán bộ Việt Nam. Các cựu binh, giáo sư, chuyên gia vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đánh giá cao sự trưởng thành, phấn đấu vươn lên của thế hệ học sinh từng học tập ở Baku, tin tưởng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt về dầu khí, hải quân tiếp tục được tăng cường. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ sự xúc động được gặp lại các cựu chiến binh, các chuyên gia Azerbaijan, những người chế tinh thần quốc tế cao cả đã cống hiến 5 tháng tuổi trẻ của mình cho cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc, về độc lập tự do của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước thông báo với các chuyên gia, cựu chiến binh về việc về Hội hữu nghị Việt Nam Azerbaijan được thành lập và sẽ thực hiện tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc, có những hoạt động thiết thực giúp gắn kết các thầy cô Azerbaijan và các sinh viên học sinh đã từng theo học tại Azerbaijan. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 15 tháng 5, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Thường Vạn Toàn,
Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn sang thăm và tham dự giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ hai. Sau lễ đón trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng nước ta và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tiến hành hội đàm. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết đây là lần đầu tiên hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gặp nhau tại biên giới của hai nước, thể hiện sự quyết tâm cao trong hợp tác quốc phòng, đồng thời thể hiện Việt Nam và Trung Quốc hết sức coi trọng mối quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tin tưởng sau cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ hai sẽ góp phần xây dựng củng cố niềm tin của nhân dân hai nước về biên giới hòa bình hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài vì hạnh phúc của nhân dân hai nước. Cảm ơn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã đón tiếp đoàn trọng thị chu đáo. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn cho rằng cuộc gặp gỡ lần này tiếp tục củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc và thực hiện sự quyết tâm của quân đội hai nước góp phần xây dựng bảo vệ biên giới hòa bình hữu nghị ổn định giữa hai nước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn tin tưởng với sự cố gắng chung và sự chuẩn bị chu đáo, cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ hai nhất định sẽ thành công tốt đẹp, tô đậm thêm mối quan hệ hữu nghị quân đội hai nước. Vào sáng nay 15 tháng 5 tại Hà Nội đã khai mạc phiên họp toàn thể Hội đồng Dân tộc lần thứ 11. Phiên họp diễn ra với nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13. Tại phiên họp này, Hội đồng Dân tộc thảo luận về báo cáo tình hình thực hiện chính sách dân tộc và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, báo cáo hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ kỳ họp thứ 8 đến kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa 13. Tại phiên họp, Hội đồng Dân tộc sẽ thảo luận và phối hợp thẩm tra nhiều dự án luật quan trọng sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 như Bộ luật Dân sự sửa đổi, Bộ luật Hình sự sửa đổi, Luật Trưng cầu dân ý. Cũng trong sáng nay 15 tháng 5 tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tổ chức hội thảo về tổ chức và hoạt động của Ban Thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội theo Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014. Các đại biểu dự hội thảo cho rằng cần xác định mô hình tổ chức của Ban Thư ký Quốc hội phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao và yêu cầu hoạt động thường xuyên mang tính chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, việc sửa đổi chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội cần được xem xét một cách tổng thể, đặc biệt là mối quan hệ với các cơ quan của Quốc hội và với Ban Thư ký Quốc hội, cơ quan giúp việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đảm bảo thống nhất về mặt tổ chức bộ máy, phù hợp với các quy định mới của Luật Tổ chức Quốc hội và các chủ trương chung về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Tối hôm qua 14 tháng 5, 16 tiết mục đặc sắc nhất được lựa chọn từ các đêm chung kết khu vực đã cùng tranh tài trong đêm chung kết toàn quốc liên quan dân ca Việt Nam diễn ra tại Nghệ An. Đây là lần thứ 6 liên quan dân ca Việt Nam được tổ chức. Gần 500 nghệ nhân nghệ sĩ đại diện cho 31 dân tộc anh em đến từ 54 tỉnh thành trong cả nước với gần 150 tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc làm nên một cuộc trình diễn đầy sắc màu và ấn tượng. 16 tiết mục đêm chung kết đều được chọn lọc kỹ lưỡng với sự góp mặt của nhiều loại hình dân ca truyền thống như hát then, hát bầy chòi, hát dân ca nghệ tĩnh, hát sẩm, hát quan họ cổ, hát chầu văn, hát ghẹo. Các tiết mục độc tấu và tấu nhạc cụ hay cồng chiêng của đồng bào dân tộc cũng được đưa rào trình diễn tạo nên nhiều nét mới cho liên quan. Kết thúc liên quan, ban tổ chức đã trao 10 giải A, 6 giải B cho các tiết mục đặc sắc tham gia đêm chung kết. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Tiếp theo là phần tin thế giới với những nội dung chính như sau. Tổng thống Mỹ Barack Obama tái khẳng định cam kết đảm bảo an ninh cho các đồng minh vùng vịnh. Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí tăng cường hợp tác song phương. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay kết thúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ Hội đồng hợp tác vùng vịnh JCC. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tái khẳng định cam kết đảm bảo an ninh cho các đồng minh vùng vịnh của nước này, giữa lúc có những lo ngại xung quanh việc Washington tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Phát biểu sau hội nghị diễn ra tại trại David, bang Maryland, Tổng thống Obama cam kết sẽ sát cánh và bảo vệ các đồng minh vùng vịnh trước mọi cuộc tấn công từ bên ngoài. Ông Obama khẳng định Mỹ sẽ xem xét việc sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ các đồng minh, răn đe và ngăn chặn mọi mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước GCC. Washington cũng sẽ tăng cường hợp tác với các nước vùng vịnh trên lĩnh vực chống khủng bố, an ninh biển, an ninh mạng, buôn bán vũ khí và phòng thủ tên lửa đạn đạo. Trong bối cảnh nhóm P5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức đang nỗ lực hoàn tất một thỏa thuận hạt nhân với Iran trước thời hạn chót ngày 30 tháng 6 tới, nhà lãnh đạo Mỹ đã xoa dịu tâm lý lo ngại của các nước Ả Rập vùng vịnh rằng
việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Iran sẽ không làm gia tăng nguy cơ Tehran gây bất ổn tại khu vực này. Tuy nhiên, giới chức Nhà Trắng cũng tuyên bố việc cam kết đảm bảo an ninh cho các nước vùng vịnh không nhằm bao vây và cô lập Iran. Trong một tuyên bố đưa ra vào đêm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các nhà đàm phán nước này và Cuba sẽ gặp nhau vào ngày 21 tháng 5 tới tại thủ đô Washington để thảo luận về vấn đề mở đại sứ quán tại hai nước, một phần trong tiến trình tái thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, vòng đàm phán mới nhất này sẽ tập trung thảo luận những biện pháp thực tiễn cần tiến hành để mở lại các đại sứ quán ở La Habana và Washington. Thông báo cũng cho hay việc mở các đại sứ quán sẽ tạo điều kiện để hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa. Đây sẽ là cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố đưa Cuba ra khỏi cái gọi là danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố hôm 14 tháng 4, bước đi mà La Habana khẳng định là phải diễn ra trước khi hai nước mở đại sứ quán. Kể từ sau tuyên bố lịch sử bình thường hóa quan hệ ngoại giao được Tổng thống Obama và Chủ tịch Raúl Castro đưa ra hồi tháng 12 năm 2014, hai nước đã tiến hành 3 vòng đàm phán. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng Thủ tướng nước chủ nhà Lý Khắc Cường hôm nay đã chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác song phương có giá trị lên đến 10 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, đại diện của Ấn Độ và Trung Quốc đã ký kết tổng cộng 24 thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực như ngoại giao, giáo dục, xây dựng đường sắt, nghiên cứu khoa học. Đáng chú ý, hai bên dự kiến sẽ sớm thành lập lãnh sự quán mới ở hai thành phố, Thành Đô Trung Quốc và Chennai Ấn Độ. Hai nước cũng nhất trí thiết lập một cơ chế tham vấn cho các cuộc đối thoại thương mại giữa hai nước. Tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Narendra Modi và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc xây dựng lòng tin để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ hiện nay giữa hai nước ở dải Himalaya, vốn được xem như trở ngại chính hiện nay trong quan hệ song phương. Chúng tôi không phủ nhận những bất đồng hiện nay giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Tuy nhiên, lợi ích chung của chúng tôi vượt xa những bất đồng này. Chúng tôi sẽ không để chúng làm ảnh hưởng đến sự phát triển của mối quan hệ toàn diện giữa hai nước. Trung Quốc và Ấn Độ cũng nhất trí sẽ bắt đầu các chuyến thăm thường niên giữa đại diện quân đội hai nước, mở rộng trao đổi thông tin của các chỉ huy quân đội tại khu vực biên giới, đồng thời khởi động việc sử dụng đường dây nóng quân sự để tránh nguy cơ xảy ra xung đột. Thưa quý vị và các bạn, giới chức Burundi hôm nay thông báo đã bắt giữ 3 nhân vật cấp cao thuộc lực lượng quân đội và cảnh sát nước này có dính líu đến âm mưu đảo chính vừa qua nhằm lật đổ Tổng thống Pierre Nkurunziza. Và trong lúc này, quân đội chính phủ Burundi cũng đã giành lại quyền kiểm soát sân bay và đài truyền hình quốc gia ở thủ đô Bujumbura từ tay lực lượng đảo chính. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Tổng thống Burundi cho biết, trong số 3 người bị bắt giữ có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Cyril Njerukiye cùng một chỉ huy cấp cao thuộc lực lượng cảnh sát, thiếu tướng Godefroy Niyombare, người chỉ huy cuộc đảo chính, hiện vẫn đang lẫn trốn. Trước đó, phát biểu trên truyền hình vào đêm qua, Tổng tư lệnh quân đội Burundi, tướng Nijon Gabo tuyên bố âm mưu đảo chính đã thất bại, đồng thời cho biết các lực lượng trung thành với Tổng thống Nkurunziza đã giành lại quyền kiểm soát đài truyền hình nhà nước RTNB. Ông Nijon Gabo cho hay có 12 đối tượng tham gia cuộc đảo chính đã bị tiêu diệt, 40 người khác đã ra tự thú. Sau đây là một số tin nhắn đáng chú ý, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi. Hôm nay, giới chức Indonesia cho biết đã cứu sống được hơn 700 người di cư Rohingya của Myanmar và Bangladesh sau khi chiếc thuyền chở họ bị chìm ngoài khơi bờ biển Indonesia. Theo giới chức y tế Indonesia, nhóm người này đã được đưa đến tỉnh Aceh, trong đó có nhiều người sức khỏe rất yếu. Đêm qua, Liên Hiệp Quốc đã tiếp tục kêu gọi chính phủ các nước Đông Nam Á cứu người di cư trên biển trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhập cư đang diễn ra nghiêm trọng ở khu vực này. Chính phủ Nhật Bản hôm nay đã phản đối việc giới chức vùng lãnh thổ Đài Loan áp đặt các quy định kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với thực phẩm nhập khẩu từ Nhật do lo ngại nguy cơ nhiễm phóng xạ sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 hồi năm 2011. Đài Loan yêu cầu một số mặt hàng thực phẩm của Nhật cần phải được kiểm tra nồng độ phóng xạ trước khi được nhập khẩu vào vùng lãnh thổ này. Tokyo gọi quy định này của Đài Loan là không dựa trên các chứng cứ khoa học. Theo số liệu chính thức mới công bố, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần trước bất ngờ giảm. Đây là một bằng chứng nữa cho thấy thị trường việc làm nước này đang được cải thiện vững chắc, ngay cả khi nền kinh tế đang phải lấy lại động lực sau khi tăng trưởng rất thấp trong quý 1 năm 2015. Theo đó, trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 5, có 264.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, giảm 1.000 đơn so với tuần trước đó.
Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.